Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố 3 bị can Phùng Minh Tuấn, Đỗ Thành Đạt, Đặng Quốc Bình cùng chú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tại cơ quan điều tra, cả ba đối tượng trên đã thừa nhận hành vi đăng tải các clip có nội dung khiêu dâm lên các website do mình quản lý nhằm tăng lượng người truy cập vào trang web, đặc biệt cố tình ghi tiêu đề có liên quan đến quán bar karaoke Sunny, địa chỉ khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.